Bằng Kiều đi diễn bằng xe 14 tỷ, bị Minh Tuyết gạ tặng cô căn nhà. Sau đêm diễn đầu tiên vào tối ngày 8 tháng 4, chương trình Cho Cuộc Sống Bừng Sáng tiếp tục vào đêm thứ hai tại Nhà hát Hòa Bình thành phố Hồ Chí Minh. Bằng Kiều gây chú ý khi xuất hiện tại sân khấu bằng xe sang trị giá 14 tỷ đồng. Vừa xuống xe, anh mải mê nói chuyện điện thoại, người quản lý đã cầm giúp anh đoạt trang phục biểu diễn. Trong chương trình, Bằng Kiều có màn song ca Lâu Đài Tình Ái với người tình sân khấu Minh Tuyết. Hát xong, cả hai có màn đá xoáy rất hài hước. Minh Tuyết cho biết tuy cô và Bằng Kiều đã hát với nhau cả chục năm, nhưng anh chỉ tặng cô bó hoa duy nhất vào ngày 8 tháng 3. Nhân dịp này, thấy Bằng Kiều được đưa đón bằng xe sang ở Việt Nam, Minh Tuyết vòi anh tặng cho mình một ngôi nhà. Trước màn đối đáp của cặp đôi, khán giả cười nghiêng ngả. Đêm thứ hai của Cho Cuộc Sống Bừng Sáng tiếp tục là nơi thăng hoa của những giọng ca nổi tiếng như Tuấn Ngọc, Bằng Kiều, Thanh Hà, Minh Tuyết, Quang Dũng, Lệ Quyên. Các ca sĩ dù hát solo hay là hát song ca, top ca đều mang đến những dấu ấn cho đêm nhạc. Với vai trò là người dẫn chuyện, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên dẫn dắt khán giả với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Ngoài ra đồng hành cùng với Kỳ Duyên còn có MC trẻ Nam Hy, anh đảm nhiệm phần điều khiển thảm đỏ của chương trình. Đêm diễn khép lại chuỗi chương trình diễn ra vào tối ngày 9 tháng 4 sẽ có sự xuất hiện đặc biệt của nữ ca sĩ Tóc Tiên. Bằng Kiều đi diễn bằng xe 14 tỷ, bị Minh Tuyết gạ tặng cô căn nhà. Sau đêm diễn đầu tiên vào tối ngày 8 tháng 4, chương trình Cho Cuộc Sống Bừng Sáng tiếp tục vào đêm thứ hai tại Nhà hát Hòa Bình thành phố Hồ Chí Minh. Bằng Kiều gây chú ý khi xuất hiện tại sân khấu bằng xe sang trị giá 14 tỷ đồng. Vừa xuống xe, anh mải mê nói chuyện điện thoại, người quản lý đã cầm giúp anh đoạt trang phục biểu diễn. Trong chương trình, Bằng Kiều có màn song ca Lâu Đài Tình Ái với người tình sân khấu Minh Tuyết. Hát xong, cả hai có màn đá xoáy rất hài hước. Minh Tuyết cho biết tuy cô và Bằng Kiều đã hát với nhau cả chục năm, nhưng anh chỉ tặng cô bó hoa duy nhất vào ngày 8 tháng 3. Nhân dịp này, thấy Bằng Kiều được đưa đón bằng xe sang ở Việt Nam, Minh Tuyết vòi anh tặng cho mình một ngôi nhà. Trước màn đối đáp của cặp đôi, khán giả cười nghiêng ngả. Đêm thứ hai của Cho Cuộc Sống Bừng Sáng tiếp tục là nơi thăng hoa của những giọng ca nổi tiếng như Tuấn Ngọc, Bằng Kiều, Thanh Hà, Minh Tuyết, Quang Dũng, Lệ Quyên. Các ca sĩ dù hát solo hay là hát song ca, top ca đều mang đến những dấu ấn cho đêm nhạc. Với vai trò là người dẫn chuyện, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên dẫn dắt khán giả với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Ngoài ra đồng hành cùng với Kỳ Duyên còn có MC trẻ Nam Hy, anh đảm nhiệm phần điều khiển thảm đỏ của chương trình. Đêm diễn khép lại chuỗi chương trình diễn ra vào tối ngày 9 tháng 4 sẽ có sự xuất hiện đặc biệt của nữ ca sĩ Tóc Tiên.